Nếu bạn đã thành tâm muốn biết thì tôi và số 4 xin phép được trả lời là tôi, thành Ui, viên thứ đánh sáu của bom team kìa. địch. Ai cả nồi thành viên thứ 6 luôn mà. Đúng, số 4 Thành thành viên viên. thứ năm. Số 4 qua đây, hai đứa mình nhảy riêng, hai đứa mình nhảy riêng, mình team địch mà đâu như chung. Lên. Sao tụi mình có phải nhảy vô chiến hạm đó làm chi vậy? Để chết. Đây, thứ hai đây. Ông ơi, ba, ai? ông làm ơn ông nhìn nhẹ qua phía bên tôi, ông thấy tôi tội nghiệp không? Sao? Mốt cất con ngựa vô giùm nha. Thank you. Khoan đang nhìn lên con số 4 ông còn cười đứt ruột nữa, nhìn số 4 ba không luôn kìa. Đang chảy chay luôn. Ê ê, khoan khoan số 4. Xíu ông nhìn cái dù đi còn mắc cười với nữa. Ơi. Đó, đó nhìn cái dù đi số 4 lẹ nhanh lên. Thấy chưa? Nhìn dù phải làm gì? Lo mình nhìn súng rồi mà nhặt mà bắn nhỉ. Rồi, nhảy gì bể nó rồi. Rồi, tôi có súng rồi. Ăn cướp thì chết luôn. Đúng nè. Cứ nhảy nhảy bên dưới nhỉ. Mà chết rồi hả? Mọi người chưa chết hả? Còn đông không? Hơi đông thôi. Biết rồi. B1. Thôi, mọi người ở đó mà bắn đi. Tôi địch 8, địch 8 bên mình 3. À, nó ở dưới đuôi thuyền ạ. Mọi người chỉ cần bảo clear rồi nhá, tôi lao thân vào luôn. Luôn à? Không, tôi luôn đâu. Nào trên đầu chạy chạy nhá. Ở kìa, sao ấy? Bị gạt lại tôi rồi. Ở đâu ấy? Thôi thôi thôi, tôi chết rồi. Game bịp ai? Game bịp thì mình phải bịp lại game chứ. Trời. Bốn hàng. Đây, đang quay lại đây. Còn mấy số 3? Còn hạ còn một thôi nhưng mà mà nó thế là hết người rồi. Lia nghe không phải đi ra lấy đồ. Sao nhỉ?
chơi game thế này là chết. Ê, tôi nghĩ đây máy tôi hết pin rồi. Ồ, bé ba, mày địch mày đi ra chỗ khác, mày không nằm chung với chị em tao, mày đi ra chỗ khác. Số 2 hả? Cả bụng số 2 rồi, gán hết trận đi. Nhưng mà tôi hết pin rồi. Số 2. Chị em mình có kiếp này không có kiếp sao? Tao hết pin rồi. Vừa sạc tôi chơi xíu rồi. Nhưng mà con ở nhà đâu, đang đi làm. Đi hầu. Ok, tối gặp lại nha. Bye. Con boss đầu kia kìa, còn một con nữa. Trong trong khu này. Thế nó bắn ở đấy. Wow. Chị cụ thể quá không nhỉ? Quá cụ thể luôn. Ui, MG3. Anh em. Trực thăng đi đâu, tôi đi đó. Đây con boss này mà. Bảo gian không chịu. Lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng. Hát hay thế. Hát tặng đồng đội một bài đi. Min. Không bạn ơi. Không bé ơi. Trời ơi. Bị bắn ở trên đồi này. Thấy. Có robot luôn. Bắt nó. Nó đâu rồi? Mày chạy đâu? Ơi, nó vào nhà. Cẩn thận nha. Ui, nhiều hướng bắn đấy. Số 4 ơi. Qua sợ pha phải chạy rồi. Chạy đi. Đông quá. Ô chiến kỳ nó đông quá. Làm gì ngồi xe đạp đây. Trên đỉnh núi, trên đỉnh núi. À da. Tôi tự cứu được. Bọn bên đồi tôi bắn một rồi, còn một. Nhà sinh tôi chấm nó thằng nó chạy trống. Ok, nó đẩy. Đứng đây kẹp quá. Nó đẩy lên đây rồi này. Nó bắn cái scope máy dữ vậy? Đúng xa luôn á. Cấp 3 là nhìn thấy mà. Chạy dưới đường. Đường nào? Ôi. Lại tới rồi. Đánh nồi nó không ơi. Đánh nồi này này. Ê ba ơi, ông đi khỏi đồi này ba ơi. Khu này khu chết rồi. Hướng nào cũng có địch hết trơn. Mất công gần rồi kìa. Ôi đông thế. Ừ. Khu này đông quá. Đông quá. Bắn nhiều hướng quá. Trời ơi, là kia tên con gái bả bắn đúng hay luôn à. Đông, nó đông, tôi knock hết rồi đấy, knock đằng sau rồi, còn đằng trước. Hai team hả? Cùng một team đấy, nhưng mà team 4.
cày vãi nhờ. Ui giời, đau quá. Ui giời, thế 90 luôn mà. Đi từ đời nào rồi. Đi từ đời nào đây nào rồi. Ông ơi, ông thấy gì không? Thấy gì? Cái xe đạp của mẹ nghèo nè. Ngoại nhỏ. Non trộm bên đây hả? Sao lại thế nhỉ? Nghèo không dẫn nè. Nghèo. Nghèo. Thằng này nó lì thế nhỉ? Cứ bảo người ta người nghèo, người ta chả tự ái. Ok. Người có sổ hồ đỏ, sổ hồ khẩu thuộc diện xóa đó giảm nghèo. Sổ hồ đỏ là cái gì? Lộn với cái sổ hồng. Nghèo chứ mơ ước có sổ hồng dữ lắm. Là ba đứa biến thành robot đó hả? Biết vậy nãy tôi dí tao nó đặng tôi coi nó dừng xe đâu rồi. Ừ, sao không dí theo? Giờ đang chạy bộ theo nè. Người nghèo mày ca phụ tao coi, tao chạy không mình có kịp đâu. Ái chà. Dạ thưa, mất tích vô địch. Âu rồi. Ok kìa. Gạt mất của mình rồi. Trên đầu kìa. Cũng thường thôi, cũng thường thôi. Cái thế nhỏ nó gạt mấy cái thằng mà tôi nóc lúc nãy rồi. Đậu xanh. Mất 2 kill. Số 4. Số 4 rồi. Số 4 có biết số 3 nãy mới được 18 mạng không? Không. Ok, còn tôi chắc lại không mạng nữa đó. Nhưng mà được cái tôi nóc 18 lần. Làm gì làm lại thôi. Dễ gì làm lại. Ui. Gì? Ok, chọn lụm khúc ha. Nhưng nghèo mà vẫn ăn uống đầy đủ bổ sung dinh dưỡng ha. Chọn lụm thấy cưng ghê trời. Thương quá ta.
Để tới kìa số 4 rồi. Đâu? Số 4. Chạy trước nha. Còn hai thằng ở đâu vậy? Ra mặt đi. Nếu bạn đã thành tâm muốn biết thì tôi và số 4 xin phép được trả lời là tôi thành viên thứ 6 của team địch. Hai cái nồi thành viên thứ 6 luôn mà. Đúng, số 4 thành viên thứ 5. Thành viên đó không ngoài 4 đứa mà. Thì đó thì ông số 5 tôi số 6. Tính hết rồi, tính hết rồi. Ní hảo. Quả sư nhỉ anh rồi. Hey sĩ bạn, anh nói là em không có nhấc máy. Nhảy. Đầu kia tăng nhảy tăng. Ê số 4, đứa gà cái thấy hai đứa mỗi đứa trừ 25 điểm cười chết. Cười bung chỉ. Sao hai đứa mình cũng mùi tui quá mà nó không cộng thêm điểm ưu tiên nha. Win này kìa. Điểm cấp chứ. Yeah, thắng rồi. Ủa xinh thế nào cũng được. Đây đồng chí ơi. Vậy nếu bạn thành ra mặt rồi này. Vô nhảy. Đúng rồi, thành viên của team địch mà. Bố qua đây. Hai đứa mình nhảy riêng. Mình team địch mà đâu như chung. Lên. Nếu được kiểu gì. Này, hai thành viên của team địch đi sang team địch mà ăn ké nhá. Đừng để ăn ké top 1 nhá. Cậu có ăn cái bộ đầu. Nếu không biết hai điểm trừ nghiệm. Chịu rồi. Thôi, nghỉ thôi. Nghỉ thôi, bye bye. Bye bye. Chào thành viên team địch nha. Team mình không có chưa chấp với thành viên như này.